Em Khởi chỗ tôi cũng như xin kính chào quý anh chị và các bạn. Em Khởi xin chúc quý anh chị và các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Hôm nay thì Em Khởi lại lên sóng để review giới thiệu và báo giá nhanh toàn bộ xe đang có mặt tại chợ ô tô cũ niên của Em Khởi cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Chợ bên em thì chuyên mua bán kinh doanh và trao đổi những cái dòng xe cũ đã qua sử dụng từ 2 chỗ đến 8 chỗ ngồi, giá dao động chỉ từ 100 triệu đến dưới 400 triệu đồng. Bên em thì có hỗ trợ trả góp từ 50 đến 70% giá trị của những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ từ kể từ đời 2014 trở về đây. Bên em thì đã có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Nên quý anh chị và các bạn yên tâm đến với Em Khởi, kiểu gì cũng có xe đi về. Thủ tục vay vốn thì cực kỳ là nhanh gọn dễ dàng, không có gì rườm rà làm khó quý anh chị và các bạn. Anh chị chưa tự tin vào tay lái hay cung đường xa xôi không một mình đánh xe về được, bên em sẽ ship xe về đến tận cửa nhà cho quý anh chị và các bạn, không mất thêm một đồng phí nào cả. Bên em có cam kết không kinh doanh những cái dòng xe đâm đụng vào gầm nước. Nên quý anh chị các bạn yên tâm, quý anh chị và các bạn đến với Em Khởi đến thiện chí xem xe, bỏ tiền ra mua xe thì bên em sẽ để cho quý anh chị và các bạn với một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi, cực kỳ là hợp lý, kèm theo một bản cam kết xe không đâm đụng, không gầm nước. Quý anh chị và các bạn mua xe bên em về mà đi test hãng, test gara hay test thợ mà phát hiện ra xe bên em là đâm đụng gầm nước thì quý anh chị và các bạn cứ mang xe đến trả cho bên em sẽ hoàn lại 100% số tiền quý anh chị và các bạn bỏ ra mua xe, cộng thêm 10 triệu coi như đó là phí đi lại cho quý anh chị và các bạn. Bên em thì còn có chế độ bảo hành về động cơ từ 3 đến 6 tháng tùy từng chiếc xe mà đang có mặt tại chợ. Nếu như quý anh chị nào muốn quan tâm đến một trong những cái mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em thì hãy nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho Em Khởi qua số điện thoại là 0962223111, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em có thể gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang muốn tham khảo, đang muốn tìm hiểu. Em thì luôn trực điện thoại 24/24 để nghe những cuộc điện thoại của quý anh chị và các bạn giới thiệu chi tiết thêm về những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ, giải đáp những gì mà quý anh chị và các bạn còn đang thắc mắc về những chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang muốn tham khảo. Anh chị và các bạn đi xe khách thì xe khách dừng nằm, dừng ngả, dừng nghiêng, dừng ngồi đều đi qua chợ bên em, quý anh chị và các bạn xuống xe là đã có mặt tại chợ, không mất thêm một đồng tiền taxi và xe ôm nào cả, là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ để xem trực tiếp tận mắt chiếc xe, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như bên em cam kết hay không. Anh chị có thể bớt chút thời gian đến trực tiếp cửa hàng bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Yên, ngay mặt đường 5. Đường 5 cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm, cực kỳ là dễ tìm thôi. Đó. Quý anh chị và các bạn đã đăng ký kênh của em, khi xem video của em thì đừng tiếc cho em một like. Những anh chị nào mà xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em một cách cho em một like, nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh để mỗi khi em lên sóng hay giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới được bên em tuyển về thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo, không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị và các bạn nữa. Em xin phép được đi giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Chị đầu tiên Em Khởi xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning bản SI sản xuất năm 2016, được sơn xi màu xanh đen, biển kiểm soát là 38A21208. Mẫu xe Kia Morning bản SI sản xuất năm 2016 này, động cơ máy là 1.25, giá bọn em đang giao bán là 268 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2022, với hạn còn rất là dài. Em Kia Morning này thì được trang bị như đèn gầm cũng đã là đèn bi, đèn led ban ngày, đèn chiếu sáng là đèn projector hay còn được gọi là đèn bi siêu sáng, siêu bám đường, la răng đúc 4 bánh phanh nhà ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe, điều hòa tự động, vô lăng tích hợp, túi khí an toàn. Rất nhiều những cái thứ đã được trang bị trên chiếc xe. Ghế da thì vẫn còn nguyên bản, còn rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả. Một mẫu xe rất là đẹp, rất là nhỏ gọn, rất là hợp lý. Giá chỉ có 268 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Kia Morning bản SI sản xuất năm 2016 rồi. Một mẫu xe rất là đẹp, giá thì cực kỳ phải chăng, là răng đúc, chém xoáy, rất là đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất năm 2011, động cơ máy là 1.5, giá bọn em đang giao bán là 170 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em Daewoo Gentra này thì được sơn xi màu trắng, trắng ngọc trinh, rất là đẹp luôn, trắng phau luôn ấy, trắng như sữa, em sợ trắng hơn cả ngọc trinh. Được ban biển kiểm soát là 98A01031. Em này được trang bị như la răng đúc rồi, đèn gầm, màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu một cái thứ gì cả. Mẫu xe rất là đẹp, túi khí an toàn, ghế da thì còn rất là mới,
ghế da thì còn rất là mới. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2021 với hạn còn rất là dài. Thì an toàn. Một mẫu xe hai đầu, giá thì chỉ trên dưới 100 thôi, chưa đến 200 triệu. Và quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một cái mẫu xe rất là đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu được quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning bản SI, sản xuất năm 2017, động cơ máy là 1.25. Giá bọn em đang giao bán là 279 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em Kia Morning bản SI này được sơn xi màu xanh đen, biển kiểm soát là 37A69494. Vâng, 9494 không, chứ không phải là 4949. Một mẫu xe rất là đẹp, được trang bị như đèn gầm, la răng đúc, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, đèn chiếu sáng cũng đã là đèn projector hay còn gọi là đèn bi siêu sáng, siêu bám đường, đèn LED ban ngày. Một mẫu xe rất là đẹp. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2022 mới hạn, còn rất là dài luôn. Về mưa cũng đã được ốp lốc, tay lắm mở cửa cũng được ốp lốc rồi, rất là đẹp, rất là sang. Màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu một cái thứ gì cả. Những trang bị đã được trang bị trên xe rất là nhiều. Giá thì cực kỳ hợp lý, 279 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Kia Morning bản SI, bản đủ. Đời thì cao ngất ngưỡng tận 2017, giá thì cực kỳ phải chăng. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu được quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Getz, sản xuất năm 2009. Động cơ máy là 1.1, được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 89A14744. Một mẫu xe rất là đẹp, sản xuất năm 2009, động cơ máy là 1.1, đi cực kỳ là tiết kiệm nguyên liệu. Giá chỉ có 158 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Getz, sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, nhập khẩu chứ không phải lắp ráp tại Việt Nam. Mẫu xe rất là đẹp, được trang bị như đèn gầm, màn hình gầm lùi, túi khí an toàn, một em Getz bản đủ. Mẫu xe rất là đẹp. Những dòng xe, những chiếc xe Getz mà đang có mặt tại thị trường Việt Nam thì được mệnh danh để đặt cho một cái biệt danh là chiếc xe lành nhất Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì nó đi cực kỳ là bền bỉ, xe thân vỏ thì dày dặn, cực kỳ là chắc, rất là bền, rất là ít hỏng. Linh kiện thay thế, phụ tùng thay thế thì cực kỳ là rẻ, rất là dễ mua. Một mẫu xe rất là đẹp, giá thì có 158 triệu đồng thôi. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Honda Civic, sản xuất năm 2008, động cơ máy là 2.0, một em bản cao cấp, cửa lóc luôn, có cửa lóc luôn, sản xuất năm 2008. Giá bọn em đang giao bán là 305 triệu đồng cho một em Honda Civic số tự động bản cao cấp. Em này được sơn xi màu đen, biển kiểm soát là 98A04308. Một mẫu xe rất là đẹp, trang bị như đèn gầm, la răng đúc 4 bánh, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, phanh đĩa an toàn cả 4 bánh, phanh đĩa luôn, xi nhan tích hợp trên gương kính cụt xòe. Đấy, cửa lóc rồi vô lăng tích hợp, gãy số vô lăng, túi khí an toàn, điều hòa tự động, hộp số tự động vô cấp. Một mẫu xe rất là đẹp, rất nhiều những cái trang bị đã được trang bị trên xe. Đấy, ghế da thì theo xe, nguyên bản vẫn còn trên xe, điều hòa tự động, màn hình cam lùi, hộp số tự động vô cấp, xi nhan vô lăng tích hợp, rất nhiều thứ được trang bị trên chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2008 này. Mẫu xe còn rất là đẹp, thân vỏ thì cực kỳ là dày dặn, đi thì cực kỳ là sướng. Giá chỉ có 305 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Civic, một cái mẫu xe form dáng cực kỳ là thể thao, cực kỳ là đẹp, giá thì rất là hợp lý thôi. Mẫu xe rất đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Getz nữa. Một mẫu xe Hyundai Getz được sơn xi màu xanh, biển số là 89A08553. Em này thì sản xuất năm 2009, động cơ máy là 1.1. Giá bọn em đang giao bán là 173 triệu đồng cho một em Hyundai Getz sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Em này thì cũng trang bị như đèn gầm, màn hình gầm luôn, túi khí an toàn. Đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2021 mới hết hạn, còn rất là dài. Hồ sơ thì còn rất là đẹp, sơn xi rất là đẹp, không xước xác gì. Tem dán thì dán tem dán xe này, trông rất là chất. Giá chỉ có 173 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Getz
số bản đủ sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, xe cực kỳ là chắc chắn, không mục ngọt một tí nào cả. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Hyundai, một em Hyundai Grand i10 hai đầu, bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.2, giá bọn em đang giao bán là 258 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em này được sơn xì màu bạc, biển kiểm soát là 89A06353, một em Grand i10 đã được trang bị bản tiêu chuẩn nhưng đã được lắp thêm màn hình cam lùi rồi, hỗ trợ người lái rồi. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2021 với hạn còn rất là dài luôn. Mẫu xe rất là đẹp, hai đầu i10, giá thì rất là phải chăng. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning bản SLX số tự động, sản xuất năm 2016. Trước này thì bọn em đã bán rồi, khách chủ mới thì đang đợi đến ngày đẹp, đầu số đẹp thì mới bấm biển, rất là kỹ lưỡng. Đậu lấy một em vợ hai nhưng mà có khi chăm chút cho em nó còn hơn cả vợ cả, đợi ngày đợi đầu số. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe bán tải, một em Nissan Navara. Trước này thì bọn em cũng đã bán rồi, dán giấy đi đăng ký, ngày mai thôi là em mới lên đường đi làm nhiệm vụ theo chủ mới. Mẫu xe rất là đẹp, sơn zin thì còn 100%, chứ không phải là 99%, 100% sơn zin. Một mẫu xe rất là đẹp, rất là chất. Giá thì chưa đến 500, một mẫu xe rất là đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe 7 chỗ, một em Innova, Toyota Innova sản xuất năm 2013, bản E-Sin sản xuất năm 2013, động cơ máy là 2.0. Giá bọn em đang giao bán là 363 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em này được sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát là 29A98323, biển số cũng khá là đẹp, trang bị như đèn gầm, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, túi khí an toàn, hai dàn điều hòa độc lập thì rất là mát, khoang xe thì cực kỳ là rộng rãi. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2022, mết hạn còn rất là dài luôn. Một mẫu xe 7 chỗ, form dáng thì rất là đẹp, form mới rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 363 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Innova 7 chỗ, cả người lái là 8 luôn, đăng ký trong đăng ký đăng kiểm là 8 chỗ chứ không phải là 7 chỗ, cả người lái là 8. Một mẫu xe rất là đẹp. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu Innova, một em Toyota 7 chỗ nữa. Em này thì được sản xuất năm 2007, động cơ máy cũng là 2.0. Giá bọn em đang giao bán là 263 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho một em Innova bản G sản xuất. Em này là một em bản G luôn, sản xuất năm 2007. Em này cũng được sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát là 98A34426, một mẫu xe rất là đẹp, trang bị như đèn gầm, la răng đúc, màn hình cam lùi, hai dàn điều hòa độc lập, túi khí an toàn, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Em này còn được độ thêm một đôi cảng lên xuống cực kỳ là chất luôn, đôi cảng nhôm lên xuống thì rất là nhẹ nhàng, không phải với chân hay là trèo sợ ngã cả, dẫm lên bậc lên xuống là lên xe rất là chắc chắn. Mẫu xe rất là đẹp, một đôi cảng lên xuống. Giá chỉ có 263 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Innova sản xuất năm 2007 bản G xịn chứ không phải là lâng. Một mẫu xe rất là đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota nữa, một em Toyota Vios bản E. Xin lỗi quý anh chị và các bạn, em là Toyota Vios bản G và xịn, sản xuất năm 2017, động cơ máy là 1.5, máy thì là máy VVIT. Đấy, một mẫu máy mới rất là đẹp, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Một mẫu xe cực kỳ là chất, được trang bị như đèn gầm, la răng đúc 4 bánh, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, cả 4 bánh đều là phanh đĩa, đèn gầm cũng đã là đèn bi, đèn chiếu sáng cũng đã là đèn projector hay gọi là đèn bi siêu sáng siêu bám đường. Sơn xi thì màu vàng cát, biển kiểm soát là 14A
27287. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với cái giá là 470 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một xe rất là đẹp, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụt xòe, túi khí an toàn, hộp số tự động, vô lăng tích hợp điều hòa tự động. Em này còn được chủ độ thêm cả cảm biến đo áp suất lốp, thay đổi áp suất lốp là nó cũng báo cam thì 360 độ trước sau hai bên. Xi nhan là bên nào nó sẽ hiển thị bên đó, tiến thì hiển thị tiến, lùi thì hiển thị lùi. Bật xi nhan cảnh đèn đi thẳng đấy, đèn xi nhan đôi thì sẽ soi cả 4 chiều luôn đấy, hai bên trước sau. Một mẫu xe rất là đẹp đấy, rất là chất, giá chỉ có 470 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Vios bản G xịn, không phải là lâng. Một mẫu xe rất là đẹp, giá thì cực kỳ là phải chăng, 470 triệu đồng thôi là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình rồi. Em khởi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Nếu như quý anh chị nào mà có quan tâm đến những mẫu xe mà đang có mặt ở chợ thì hãy nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang muốn tham khảo, hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian đến thẳng trực tiếp cửa hàng bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Yên, ngay mặt đường Lâm Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm, cực kỳ là dễ tìm. Anh chị đi xe khách thì xe giường nằm, giường ngồi, giường ngả, giường nghiêng đều đi qua chợ bên em. Anh chị xuống xe là đã có mặt tại chợ, không mất thêm một đồng tiền taxi hay xe ôm nào, là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ, nhìn tận mắt chiếc xe đó và ôm vô lăng lái thử xem có đúng như bên em giới thiệu hay cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em mà đã đăng ký kênh thì đừng tiếc cho em một like. Những anh chị nào muốn xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em cho kênh của em nó mau lớn để đến được với nhiều người, đến nhiều anh chị hơn. Bằng cách cho em một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi em lên sóng là quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo. Em chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều.